Thì Dương xin kính chào quý vị. Lời đầu tiên cho Thì Dương gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị. Chắc có lẽ một số anh chị em sẽ rất là ngạc nhiên tự nhiên mới vô cái video của Thùy Dương. Bỗng nhiên lại có hình một cái anh chàng, một chàng thanh niên rất là trẻ, rất là đẹp. Chắc có nhiều người đặt câu hỏi lắm. Dạ thưa quý vị, có, có chuyện rồi quý vị ơi. À, từ năm 2012 đó là Thì Dương bắt đầu à, chơi Facebook Um, và cũng từ cái giai đoạn đó đó quý vị thì dương biết đến trang nhật ký yêu nước thì mình chỉ thấy trang nhật ký yêu nước ở trên facebook mà thôi chứ thì dương cũng không biết ở phía đằng sau là ai là những người quản trị của cái trang đó không biết nhưng mà những cái bài viết của trang nhật ký yêu nước mình thấy nó phản ánh đúng cái tình hình của xã hội việt nam những cái bài viết đó mình cảm thấy mỗi khi mình đọc mình nói da gà mình thấy là Ủa đằng sau của cái trang nhật ký yêu nước là những người nào mà họ can đảm có vậy phải họ phải rất là phải nói là rất là gan dạ anh chị họ mới dám đăng những cái bài viết đi ngược lại với những gì mà Việt cộng nó muốn đảng cộng sản nó muốn thì phải nói lúc đó là thị dương ẩn mặt năm 2012 là nhiều người không biết tới thị dương là ai đâu tại vì lúc đó thị dương cũng chưa có thực sự là quan tâm tới chính trị nhiều đâu Lúc đó là chơi Facebook là để uh, đăng hình, là để giống như đi đâu chơi đó, mình làm ở quận 7, đó, mình chụp hình đi chung với bạn bè, với công ty đầu này kia nọ thôi, chứ còn ngoài ra không phải chơi Facebook là để đăng về chính trị. Thì khi mà Thùy Dương biết tới trang nhật ký yêu nước, thì sau đó nó dẫn dẫn qua tới uh, những cái trang Facebook khác, ví dụ như là có anh uh, Gió Lăng Thang nè, rồi có anh peter lâm bùi anh peter lâm bùi là anh thánh rắc hành mà bây giờ mà bị bắt giam đó rồi anh anh thì những cái ai đây nè à, có mẹ nắm nguyễn ngọc như quỳnh nè à, rồi ai nữa ta nói chung là nhiều lắm nhiều anh chị em tranh đấu lắm nhiều thì Dương cũng có nhấn theo dõi những người đó thì trang nhật ký yêu nước cũng là một trong những cái trang mà nó À, giúp cho thùy dương hiểu thêm những cái vấn đề của xã hội và nó cũng thôi thúc cái tinh thần cái trách nhiệm của người công dân trong cái con người của thùy dương nữa chứ còn lúc đó Thùy dương cũng giống như bao nhiêu người trẻ khác à, sáng à, đi làm tới công ty chiều về rồi gặp bạn bè cuối tuần đi chơi rồi thăm gia đình vậy thôi ngoài ra không có mạnh mẽ giống như bây giờ dạ yeah. Thì đến năm 2016 thì Dương rời khỏi Việt Nam Thì Dương đến Na Uy Thì kể từ cái thời điểm đó là bắt đầu thì Dương hoạt động mạnh hơn Nhưng mà cái 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 chuyện mà hiểu được vấn đề thì bắt đầu nhanh nhúm từ năm 2012 2013 là bắt đầu viết những cái bài nói về những cái vấn đề của xã hội Những cái hiện tình của xã hội Việt Nam Viết nhẹ nhẹ thôi chứ không có viết mạnh tay lắm Không có nói thẳng là tội đồ Hồ Chí Minh là tội đồ dân tộc hoặc là đảng Cộng sản Việt Nam chỉ nói hơi hơi ở ngoài thôi đó thì cũng có đi biểu tình rồi cũng bị bắt rồi trong đó mình cũng thấy được cái cách làm việc của công an việt nam nó đối xử với người dân như thế nào đặc biệt là công an ở tại sài gòn ở quận nhất dạ yeah. nói giận nó gần nó xa thông qua nói thiệt là như vậy anh ở đằng sau cái tấm hình mà quý vị nhìn thấy thì anh này đó quý vị là một trong những admin những người quản lý của cái trang nhật ký yêu nước thì anh tên là Phan Tất Thành quý vị đó. và anh Phan Tức Thành anh đã bị bắt uh, từ ngày 5 tháng 7 2023 anh chỉ biết thì dương cắt Amidan ngày 29 tháng 6 29 tháng 6 2023 thì 5 tháng 7 2023 anh Phan Tất Thành bị bắt mà bác sĩ lúc đó anh chị bác sĩ họ yêu cầu Thùy Dương là khoảng 2 tuần Thùy Dương mới được nói chuyện nhỏ nhỏ. Thùy Dương về là các ai đang Thùy Dương không được nói chuyện lớn tiếng. Mà cái ngày 29 tháng 6 2023 đó quý vị. Khi mà Thùy Dương cắt Amidam xong về Ngày 30 tháng 6 2023 Thùy Dương đã phải nói chuyện Một đứa em từ ở bên Mỹ đi về Việt Nam Bị bắt cóc và nó bị giam một nơi tối tâm Tối thui thùi lùi luôn Nó không biết nó ở đâu Nó gọi điện thoại và nó cầu cứu Thùy Dương Nói chị Dương ơi chị nhờ Em nhờ chị giúp em tìm những người thân của em như vậy Chị cố gắng Bây giờ em không nói chuyện với chị nhiều Em cung cấp cho chị nhanh một số thông tin như vậy Điện thoại của em bây giờ nó sắp hết pin rồi Bây giờ em tiếp tục em nói với chị Em sẽ bị phát hiện em sẽ bị lộ này kia nọ Rồi lúc đó là mới vừa cắt ibidang Ngày 29 Ngày 30 Thùy Dương đã phải anh chị thân xác của mình cái cổ của mình nó rất là đau mà cái đầu của mình lại đau lại tại mình lo cho đứa em trong khi cái đứa em của mình nó đi từ bên mỹ về việt nam bị bắt cóc tống tiền mình không giải quyết mình cũng không biết làm sao lúc đó mình nằm trên giường mình chịu thua anh chị thì tới ngày cái ngày 5 tháng 7 á là thùy dương thấy được anh chị em một số người ở trong việt nam họ liên lạc qua cho thùy dương thì dương nhớ là hình như không phải ngày 5 tháng 7 trước đó luôn hay sao anh chị thì họ liên lạc qua cho thùy dương họ nhắn tin họ gọi ý ai à, ý ới luôn và họ 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 gọi điện thoại cho thùy dương họ kể những cái câu chuyện mà lúc đó là thùy dương chỉ nằm thôi chứ thùy dương không làm gì được ăn không được lúc đó chưa có ăn uống gì được hết nói cũng chưa được nhiều nữa thì ngày 5 tháng 7 là bắt đầu anh phan tất thành này nè anh chị ảnh anh bị bắt giam và cái thủ đoạn cái chiêu trò của cái tụi chị cộng thì nó lại nó lại không có đường đường chính chính nó lại nói rằng là thì Dương nhớ lại là nó nó dụ anh Phan Tất Thành này ra là bởi vì em của anh Phan Tức Thành này có liên quan tới một cái vụ tai nạn giao thông và yêu cầu rằng người nhà của à, của à, cái, cái cái người em đó là phải ra để làm chứng cái gì đó thì nó dụ để cho anh Phan Tức Thành này ra và rồi nó bắt sống anh Phan Tất Thành này luôn. Đó, nó nó bắt anh Phan Tất Thành này luôn từ ngày 5 tháng 7 2023. Uh, mấy bữa nay thì lại nhận một cái nguồn tin nữa quý vị Nhận một cái nguồn tin nữa rằng là hiện tại thì anh Phan Tất Thành đang bị giam giữ Và đang bị tra tấn, đánh đập rất là dã man ở trong nhà tù của Cộng sản Thì Thùy Dương chia sẻ nội dung này và Thùy Dương thấy ở trên trang của chị uh, tù nhân uh, Tù nhân chính trị là chị Phạm Thanh Nghiên Chị Phạm Thanh Nghiên là chị chồng của anh... Uh, Um, tù nhân um, anh uh, Huỳnh Anh Trí. Huỳnh Anh Trí cũng là tù nhân chính trị mà đã bị bắt giam rồi nó thả ra được mấy tháng thì anh Huỳnh Anh Trí mất do bị nhiễm HIV trong nhà tù. Theo nguồn tin riêng tìm hiểu được thì anh Phan Tức Thành là cái người ở tấm hình đằng sau mà quý vị thấy á, đây Thù Dương coi quý vị còn thấy không? Đó, quý vị vẫn còn thấy hình này ha. người được cho là cựu admin của trang nhật ký yêu nước hiện đã bị đổi thành văn toàn vẫn đang bị tra tấn ép cung trong nhà tù trại giam số 4 phan đăng lưu bình thạnh sài gòn có nghĩa là anh thành anh đang ở sài gòn ha hơn 3 tháng kể từ khi bị bắt đến nay phan tất thành vẫn chưa được gặp luật sư và người thân của anh vẫn thường xuyên bị khủng bố xin nhắc lại phan tất thành Nick Facebook là Black Aaron, sinh năm 1986, có nghĩa là nhỏ hơn Thi Dương về mặt giấy tờ 1 tuổi. Bị bắt cóc, giam giữ trái pháp luật từ ngày 5 tháng 7 2023. Theo giấy tờ thì Thành bị tạm giam từ ngày 13 tháng 7, trong khi thực tế anh đã bị bắt cóc, bị giam giữ trước đó 8 ngày, tức là ngày 5 tháng 7 tại số 161 Nguyễn Chu, quận 1 Sài Gòn. Sau nhiều ngày đi đòi thì gia đình mới được công an đưa cái tờ quyết định tạm giam đối với Thành. Đây vừa là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, vừa là việc làm khuất tất có phần hèn hạ của cơ quan an ninh điều tra. Trong thời gian 8 ngày này, Thành liên tục bị công an điều tra đánh đập, tra khảo, không những thế an ninh điều tra còn triệu tập mẹ và em trai của Thành lên trụ sở cơ quan an ninh điều tra để mà thẩm vấn. Tại đây, cả hai mẹ con đều bị đánh đập. Mẹ Thành đã ngoài 70 tuổi, bị ít nhất hai công an đánh đến ói máu, ngất xỉu tại chỗ. Em trai Thành thì bị 6 đến 7 tên thay nhau đánh, thậm chí là chích điện. Cần lưu ý rằng khoảng vài năm trở lại đây, thành không còn hoạt động nào liên quan đến vấn đề nhân quyền dân chủ gia đình thành hoàn toàn không biết về các việc anh từng làm trước đó hiện gia đình thành rất lo lắng cho tính mạng của anh và cần sự lên tiếng chia sẻ đồng hành từ bạn bè và công luận thì cái tấm hình mà quý anh chị thấy ở đằng sau lưng của thùy dương đó là tấm hình mà anh thành chụp năm 2020 đó quý anh chị thấy không Ừ. Thì uh, quý anh chị thấy là cái ở tại Việt Nam có những người trẻ tranh đấu quý vị thấy họ rất là tội nghiệp, rất là đáng thương. Uh, tại vì sao mà Thùy Dương lại không chọn lên tiếng mạnh mẽ khi Thùy Dương ở trong Việt Nam? Tại vì bản thân Thùy Dương thấy là nếu như mà Thùy Dương chọn lên tiếng đương đầu với Việt Cộng thì nó không có ít gì hết, mình biết cái sức của mình. Vậy tại vì trong thùy, uh, trong ở lúc mà Thùy Dương ở trong Việt Nam thì Dương không có một cái mối quan hệ tại vì trong lòng thì Dương là thì Dương không có thích chơi với công an. Bạn bè mà công an đó anh chị thì Dương không có chơi, thì Dương giữ khoảng cách thì Dương mới chơi tại vì mình cảm thấy rằng là họ không có xứng đáng để mình chọn họ để mà mình chơi, mình kết thân. Cho nên mỗi lần mà thì Dương làm giấy tờ một cái mà đi vô tới chỗ cái cơ quan mà liên quan làm giấy tờ rồi trời ơi tôi với họ là cự lộn quá trời. Vô là cự lộn, vô là cự lộn mà mình thì Dương thì thì Dương làm việc về máy vi tính làm về văn phòng về nhân sự thủ, giải quyết những cái thủ tục hành chính ví dụ như hợp đồng lao động nè bảo hiểm y tế nè giải quyết vấn đề công đoàn về nội quy quy trình lao động đồ thỏa ước cái gì cái gì ước quên đi qua đây viết thời gian sau giấy tờ là quên hết trơn thì khi mà mình về mình về mình về quê mình làm giấy tờ họ yêu cầu mình viết tay có những cái cái biểu mẫu mình điền vô một cái chữ mình sai có con chữ à. Rồi cái họ gạch bỏ cái thế là anh chị nguyên một trang mình viết quá trời luôn sai có một chữ một thôi gạch cái chữ đó không được không được gạch cái chữ đó viết lại đâu bỏ hết nguyên cái trang đó như vậy đó viết lại hết từ đầu đến đuôi luôn mà làm cho mấy lần như vậy anh chị trò tôi nóng tôi nóng máu dễ sợ luôn trong khi mình ở trên sài gòn mình làm là mình chỉ gõ anh chị gõ máy vi tính thôi rồi xong có máy in nó in ra luôn à và nếu như mình cần lưu cái nội dung đó lại là mình tự động mình lưu nó, nó nhanh quá trời nhanh mình giải quyết hồ sơ cho cho, cho, nhân viên cho người lao động lẹ quá trời lẹ tôi làm cái gì cũng nhanh đó tôi làm đến mức độ mà sếp của tôi là nói chọn sau cái chuyện này vô tay thì dương nó lẹ dữ vậy không biết anh chị chắc còn nhỏ là sống với cha thì dương cha của thì dương làm nhanh là thì dương cũng làm lẹ tất cả mọi cái vấn đề giấy tờ mà vô tay của thì dương làm được là thì dương làm liền thì dương không chần chừ tại vì chắc có lẽ là lúc đó cũng còn trẻ nữa còn trẻ còn sức chứ bây giờ nó giảm hơn so với ngày trước nhiều ví dụ như ngày trước vô tay là làm vô tay là làm còn giờ là bắt đầu nó giảm tới hả 40 50% rồi đó, mình cảm thấy được cái sức của mình tại cái tuổi càng lớn thì cơ thể của mình càng nặng nề càng chậm hơn. Cho nên mà đến nỗi mà sếp giật mình luôn đó, trời ơi sao cái người trước của Thùy Dương làm làm những cái giải quyết cái hồ sơ này lâu quá trời mà vô tan Thùy Dương là làm xong nhanh quá vậy. Đi tới bảo hiểm anh chị tại ngày, ngày xưa là Thùy Dương đi làm bảo hiểm cho cho cái lao động ở trong công ty để cho nên là bảo hiểm y tế nè bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp rồi thì dương ngày ngày xưa là thì dương biết công ty phải đóng bao nhiêu phần trăm người lao động phải đóng bao nhiêu phần trăm đó là công ty tư nhân cho nên thì dương hiểu được đó mà cứ mỗi lần mà vô tới à, cái cơ quan bảo hiểm đó một, anh chỉ biết cái cơ quan bảo hiểm y, bảo hiểm ở tại uh, bảo hiểm xã hội ở tại bình thạnh nè rồi thì dương làm ở quên bên quận bảy chạy tới chạy luôn cho nên cái con đường mà nó có cái uh, quán cà phê um, thủy trúc hay gì đó anh chị cái quán cà phê mà anh chị đi vô trong đó là ở phía trong trúc không à có những cái hồ rồi đèn nó đèn nó phun phun nước lên bật đèn lên ban đêm rất là đẹp mà xung quanh là trúc không á hình như cà phê thủy trúc hay sao là gần như là thùy dương đi qua cái đường đó tuần lễ mấy lần mà đi lần nào cũng kẹt xe kẹt xe mệt quá à, lũi vô trong đó ngồi uống nước hoặc là có hẹn bạn bè là hẹn vô quán cà phê đó đó cho nên là cái con đường mà ở sài gòn thì thùy dương đi cũng nhiều nơi lắm từ bên quận 7 chạy qua quận 9 quận 2 thủ đức không chạy qua quận gò vấp quận 12 đi nhiều lắm ở Sài Gòn nói chung là Thùy Dương đi cũng nhiều mà thời gian 7 năm rồi thì cũng quên đó thì khi mà mình đến cơ quan là bảo hiểm là mình cự lộn thì Dương không có nhịn thì Dương không có cúi đầu cái tại vì mình hiểu được thì Dương hiểu được là những cái cơ quan đó họ phải nhận hồ sơ như thế nào họ phải giải quyết như thế nào trời có những người kia anh chị biết họ lợi nộp hồ sơ là bị la bị nạt bị la bị nạt thì Dương tới nộp hồ sơ nạt Dương không có được không có nạt được nhưng nó ủa tại sao anh phải lớn tiếng với lại tối cái chuyện này nó chuyện bình thường mà tại sao anh phải lớn tiếng phải nạt nộ hùng hùng hổ hổ nữa chị mà cũng không biết là tại sao mà tại vì khi mà Thùy dương đi đến cái những cái cơ quan đó là tôi mặc áo sơ mi tôi đóng thùng tôi mang giày cao gót tôi mà đi tới văn phòng tôi làm là tác phong của tôi là tác phong của một cái người làm việc về hành chính ra đường dáng của tôi cũng ngon lành cành đào lắm về ngoại hình của tôi dốc dáng của tôi đi ra đường cũng ok lắm cho nên đó cũng là một cái lợi thế Cho nên mỗi lần mà Thùy Dương bước ra đường Là phải tương tất về cái cách ăn mặc của mình Để cho những cái người họ đối diện với mình Họ cũng nhìn vô mình mà họ biết cái cách cư xử nữa Chứ mình ăn mặc lượm thưởng ở trong Việt Nam nó ra họ mình mình xòe xò mình xấu xí quá. Mình nhìn mình họ giống như nghèo quá anh chị rồi họ cũng xem thường mình đó. Ra đường mình phải ăn mặc mình phải mình phải gọi là biếu thi full girl mình phải tươi tắn mình phải đẹp thì chỗ đó họ cũng tôn trọng mình. Cho nên mỗi lần mà đến những cái cơ quan hành chính thì Dương cũng đến À, hình như là cái gì BC hay anh chị gì cái cục gì 47 cái cục gì ở trên cái đường gì à, cái đường cái đường gì Hùng Dương á thì Dương hay đến công an đó là cái cái gọi là cái gọi là cái cỡ cái, 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 cái bộ công an của thành phố luôn á thì hay đến đó để mà nộp giấy tờ cho công ty lắm đến công an là ngày xưa tôi nói thiệt với anh chị là cứ một tuần lễ hai tuần lễ là tôi đến đó một lần là cứ lũi vô gặp công an mặc áo xanh đi tình tan tình tan vậy sao tôi thấy mấy ông là tôi ngán tôi, ngán ngược tự thấy mấy ông đó làm việc mà trời, thật sự ra không biết nó sao tự tôi có thiện cảm tôi có thiện cảm với những người đó luôn đó rồi mình đi ra bên ngoài mình quan sát vòng vòng anh chị có những lần mà thùy dương đi từ đường nguyễn văn linh thùy dương ở quận 7 ngày trước thùy dương ở quận 7 thì hay đi về quê đi, đi đường nguyễn văn linh về Quế Long An mà quý vị đi qua đường Nguyễn Văn Linh Thì dọc trên cái con đường Nguyễn Văn Linh Thì có những người họ bán dạo Có những người đàn ông Họ dựng những cái dù Họ để những cái thao ốc, thao cua, tôm đó Họ bán Thì cái ngày hôm đó anh đó, chị Thùy Dương đi ngang qua Thì thấy là nguyên một cái chiếc xe Của gọi là cái lực lượng Mà gọi là quản lý trực tự đô thị Nó lợi nó hốt hết đồ của anh này lên luôn Cái tôi nói trời đó hốt vậy mà trong khi anh này anh bán ở trên chứ không phải anh bán với lụ nữa anh bán trên cái vỉa hè á mặt ở trên đường lề đường á chứ anh không bán ở dưới ở bán ở trọ xâm phạm vô lấn chiếm lòng đường này kia nọ thì người ta khổ quá thì cho người ta bán đó là sao anh chị hoặc là sao đó giải quyết làm sao anh chị gom hết luôn còn cái tự nhiên tôi thấy gom về xong tôi nói tôi, tôi trong lòng tôi bị đau anh chị cái người đàn ông kia với thùy dương không có liên quan gì hết mà tự nhiên thùy dương thấy tội ảnh thì nó chết rồi <laughs> Lấy hết đồn như vậy rồi, vốn, cục vốn anh chị. Biết bao nhiêu tiền đổ vô những cái thao ốc, những cái thao cua, những cái thao tôm đó, <laughs> mà bị tịch thu hết trơn rồi. Rồi bắt đầu là sẽ sao anh chị bị mắc nợ. Trước những cái gì mà Thùy Dương thấy, mình hay đặt mình vào người ta lắm, để mình thấu được, để mình hiểu và mình thông cảm, mình đồng điệu, mình đồng cảm được với cái nỗi khổ của người ta. Thùy Dương như vậy đó. Cho nên anh, anh chị thấy là cái chuyện của Ngọc Trinh đó, khi mà Ngọc Trinh bị như vậy nhiều người cảm thấy rằng hả hê thì Dương không có thì Dương lại cảm thấy th th thấy đau thấy nhói ở trong tim tại vì mình đặt mình vô Ngọc Trinh mình đặt mình vô là cha mẹ của Ngọc Trinh tại vì Thùy Dương là một cái người theo dõi Ngọc Trinh từ lúc ở trong Việt Nam lẫn cha mẹ Ngọc Trinh như thế nào thì Dương biết mà mặt mũi của cha Ngọc Trinh ra làm sao mẹ kế của Ngọc Trinh như thế như thế nào Ngọc Trinh đối xử với người giúp việc của mình ra làm sao cư xử với con cháu của mình như thế nào thật sự ngọc trinh là một người sống rất là có tình có nghĩa mình quan sát mình thấy và trong cái hoàn cảnh ở tại việt nam đó, để mà lo được cho gia đình của mình đầy đủ không phải ai cũng lo được quý vị có nhiều cái hoàn cảnh anh chị cha mẹ đẻ con ra cái cuộc sống của những đứa con họ lo con họ không nổi thì làm sao họ lo cho cha mẹ được có nhiều người bỏ rơi cha mẹ mình luôn mà ngọc trinh đi từ nghèo khổ mà để lo được cho cha mẹ của mình đầy đủ cho cháu cho người thân của mình đầy đủ đó là một cái sự cố gắng một cái trách nhiệm của nó đối với gia đình của nó rất là nhiều cho nên khi thấy những cái dạy thì dương đặt mình vào thì dương cảm thông thì dương hiểu được hơn là thư dương ghét thì dương đố kỵ nó tại vì trong cái xã hội việt nam á mình muốn lên tiếng mạnh mẽ khó lắm nó nó sẽ đàn áp mình nó làm cho người ta anh chị sợ hãi Thật là lúc trước ở trong việt nam á Ừ, trong người Thùy dương nó vẫn còn có cái gì nó sợ lắm nó không có mạnh mẽ nó không có mạnh dạng đâu nhưng mà mình quan sát vào những cái tấm gương ví dụ như là những tù nhân chính trị tù nhân lương tâm mà ngày trước thì dương biết nên chị thì dương thấy rằng là họ cũng có một cái gia đình thấy không họ cũng có cha có mẹ họ cũng có vợ có con vậy mà họ cũng có công ăn sự nghiệp có những người rất là thành đạt mà vì lý do gì mà họ phải hy sinh như vậy bởi vì cái tình yêu quê hương đất nước của họ quá lớn đi nó nó thôi thúc và nó làm cho Thùy Dương cảm thấy rằng là nó họ cái những cái hành động của họ đó nó làm cho Thùy Dương phải có trách nhiệm với những cái sự hy sinh của họ là họ là đã, đã đã hy sinh cái hạnh phúc cá nhân của họ cho quê hương đất nước thì mình tại sao mình không không làm một cái điều gì đó, mình cảm thấy mình 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 có lỗi vì lẽ đó cho nên là Thùy Dương ngồi Thùy Dương suy nghĩ rất là nhiều. Cho nên ở trong cái video trước Thùy Dương có nói rằng là Năm 2016 vào ngày 7 tháng 6 2016 Thùy Dương lần đầu tiên được đặt chân tới Na Uy để mà định cư Thì sau đó là khoảng hơn một tháng Thùy Dương trở về Việt Nam Để mà làm cái đám dỗ cho cha với lại bà ngoại của Thùy Dương Thì cái chuyến đi về Việt Nam lần đó là cái chuyến mà trở về sau cùng Mà Thùy Dương nói với lòng mình là đây là cái chuyến về Việt Nam sau cùng cuối cùng trong cuộc đời của Thùy Dương. Ờ, tại sao Thùy Dương nói như vậy? Tại vì khi mà Thùy Dương về Việt Nam rồi, Thùy Dương quan sát xung quanh hết tất cả mọi chuyện và Thùy Dương đã nhìn thấy đất nước Na Uy rồi, cho nên là Thùy Dương quyết định là đây là lần đầu tiên tôi trở về Việt Nam sau khi tôi đến Na Uy và cũng là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy quê hương của mình và Thùy Dương quyết định rằng là Thùy Dương sẽ lên tiếng khi Thùy Dương rời khỏi Việt Nam. Đó cho nên là khi mà ra khỏi Việt Nam một cái là Thùy Dương lên tiếng cho đến bây giờ luôn đó quý vị Thùy Dương lên tiếng từ lúc mà không ai biết tới Thùy Dương là ai cả Cho nên ngày hôm nay có nhiều người nói là à, tẩy chai nó hay là hâm dọ nó này kia nọ thì Dương nói thật đó, anh chị Từ Thùy Dương đi lên từ chỗ không ai biết mình hết trơn Có nghĩa là mình làm là bởi vì sao anh chị Thùy Dương làm là bởi vì cái trách nhiệm của mình đối với quê hương Đúng không Những cái người tù nhân kia Mình không thể đặt để cái trách nhiệm bảo vệ quê hương lên cái vai của họ tại vì cái cái quê hương này không phải của riêng họ mà họ đang thực hiện cái phần trách nhiệm của họ đối với quê hương họ. Thì Dương cũng phải thực hiện cái vai trò trách nhiệm của mình đối với quê hương của mình chứ không phải rằng mình gieo mình đặt để cái trách nhiệm làm cái chuyện đó lên vai của người đó không có. Mình đang mình là người Việt Nam. Phải không? Mình nói tiếng Việt, quê hương của mình là Việt Nam thì cái chuyện mà lên tiếng cho những cái bất công trong xã hội, đó là cái chuyện của chúng ta. Ngày hôm nay anh chị thấy không? Cơm nếu mà anh chị không ăn anh chị không tự động múc cơm bỏ vô miệng mình. Anh chị đâu có no được đâu. Anh chị không no có nghĩa là để có được cái tự do là tất cả chúng ta phải có cái trách nhiệm đó chứ không phải là anh lên tiếng nhiều như vậy anh là thủ lĩnh, anh là nữ tướng, sao tại tự nhiên lại lại gánh lại để cái phần trách nhiệm nó lên, lên vai của của những người như tuổi tôi phải không chúng ta bằng cách này hay là bằng cách khác chúng ta lên tiếng thì vì vậy cho nên là Thùy dương chọn là Thùy dương không đương đầu với việc cộng khi Thùy dương ở trong nước tại vì Thùy dương cảm thấy mình đương đầu với việc cộng khi Thùy dương còn ở trong nước là Thùy dương nói thiệt với anh chị như là Thùy dương lấy cái trứng cái trứng chim đó, chứ không được cái trứng gà nữa mình hiểu được cái trứng chim nhỏ xíu vậy là mình lấy cái trứng chim đó, là mình chọi vô đá mà cái trứng chim chọi vô đá là nó nó nát bấy luôn đừng nói trứng gà trứng gà chậu vô đá một cái bóp anh chị không còn thấy được cái lòng đỏ này kia nọ đúng không lòng trắng nó văng ra còn cái trứng chim mà chậu vô một cái lòng đỏ lòng trắng là nó tan hết luôn mình hiểu được cái 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 sự ảnh hưởng của mình như thế nào nếu mà mình lên tiếng tại Việt Nam thì Dương lên tiếng ở tại Việt Nam chỉ hai cái video thôi là lập tức có giấy mời là lập tức là cái tiếng nói thì Dương phải ngừng lại cho nên thì Dương chọn là thì Dương không lên tiếng và nếu như mình lên tiếng như vậy có thể họ sẽ giữ luôn cái cái passport của mình và Thùy Dương không đi ra nước ngoài được cho nên bây giờ chọn cái cách là im lặng đó là có một cái sự tính toán của mình nữa chứ không phải là giống như nhiều người nói sau lúc mày có ở Việt Nam mày không lên tiếng đi trời đó coi bây giờ nếu Việt Nam mà lên tiếng mà không bị bắt bớ thì tôi chọn ở Việt Nam chứ tôi đi ra nước ngoài tôi lên tiếng làm gì đó thì cho nên là ngày hôm nay anh chị thấy là ở phía đằng sau quý vị đó là anh Phan Phan Tất Thành đó là uh, admin ha, của trang nhật ký yêu nước thì ngày hôm nay thì anh đã bị uh, bị bắt giam và đang phải đối mặt với những cái đòn trả thù của Việt Cộng mà Thùy Dương được biết anh chị là anh Phan Tất Thành này anh bị uh, anh bị ép cung là tụi Việt Cộng nó nó đưa ra bảy cái bài viết và nó bắt anh Phan Tất Thành này phải nhận bảy bài viết này là do anh Phan Tất Thành viết mà anh Phan Tức Thành anh nói rằng là tôi không phải là tác giả của bảy bài viết đó Nhưng mà nó đã dùng cái những cái cái đòn tra tấn để mà bắt anh Phan Tức Thành này phải nhận những cái bài viết đó Quý vị thấy các bản chất của Dược Cộng chưa? Một cái người dân thường không quan tâm tới chính trị sẽ không bao giờ biết cái chiêu trò và cái thủ đoạn và những cái tội ác của Dược Cộng cho nên về cộng nó mới nó mới nói sang chị à, chính trị người dân đừng có lo và khi chính trị nếu quý vị không lo thì quý vị không thể bảo vệ đồng bào mình được không ai bảo vệ đồng bào của mình ngoài mình hết đó. chỉ có người dân mới bảo vệ người dân thôi mà ngày hôm nay chính trị là những cái thứ gì đó là cái quyền lợi của mình và anh anh văn tất thành anh được quyền im lặng và anh được quyền xây dựng một cái đời sống riêng có vợ có con không kiếm tiền giống như những người đàn ông khác. Tại sao anh Phan Tức Thành phải dấn thân vào con đường này? Tại sao anh Phan Tức Thành phải đối mặt với nguy hiểm? Tại sao anh Phan Tức Thành phải hy sinh cái cuộc sống riêng tư của mình, lợi ích của mình để mà đi vào cái con đường nguy hiểm này? Là bởi vì cái tình yêu thương của anh Phan Tức Thành đối với quê hương, nơi anh sinh ra và anh muốn làm một cái điều gì đó để bảo vệ quê hương mình ngày hôm nay cái điều kiện kinh tế ở việt nam anh chị thấy đời sống của người dân ở tại việt nam quý vị thấy phải không ngày hôm nay tất cả mọi thứ đều xuống cấp hết đạo đức con người kinh tế nghèo nàn người nghèo khổ càng nghèo khổ người dân không có tiếng nói trẻ em nghèo khổ không được cái cơ hội học hành đến nơi đến chốn người già không ai chăm sóc những người nghèo khổ bệnh tật đến bệnh viện không ai lo lắng hết và chỉ còn có cách đi về nhà chờ chết thì anh ta muốn là một cái sự thay đổi để người dân sống tốt hơn để người dân sống trong một cái luật pháp công bằng hơn mọi người yêu thương nhau mọi người giàu có có tiền có của sống lành mạnh hạnh phúc của những cái mong muốn của anh phan tất thành là sai không quý vị Tao có sai cái đó là chính đáng của một người yêu quê hương một người yêu đất nước chỉ có những người không biết yêu thương quê hương Không yêu đất nước Chỉ có những cái con người không biết nghĩ đến đồng bào Thì mới có thể ra tay mà tra tấn Đánh đập những người cùng Mang dòng máu Việt Mang dòng máu đỏ Da vàng nói cùng ngôn ngữ với mình Chỉ có những người anh chị máu lạnh Chỉ có những người vô cảm Chỉ có những người không đạo đức Chỉ có những người không lương tâm Thì mới có thể dẫn dưng mà có thể nhẫn tâm để mà ra tay để mà tra tấn đàn áp đồng bào mình vậy làm sao mà mà chúng ta chung sức chung lòng để chúng ta đoàn kết để chúng ta làm cho một việt nam phát triển không phát triển nổi nếu mà ngày hôm nay các anh đang tiếp tay để mà đánh tra tấn anh phan tất thành này các anh nên nhớ một điều như thế này nè mọi chuyện nó xảy ra ngày mai đó các anh không biết được tại vì cái bản chất của cộng sản khi các anh còn giá trị lợi dụng thì nó sẽ mượn tay của các anh để mà nhướm máu đồng bào và chính các anh đang giúp cho cộng sản làm những điều có lỗi với người dân và khi các anh làm như vậy thì hình ảnh của người công an không còn đẹp đẽ trong mắt người dân nữa rồi một ngày nào đó đó người dân ghét các anh đảng cộng sản việt nam nó lại sẽ thanh trừng sẽ trừng trị các anh lúc đó không ai bảo vệ các anh hết tại vì các anh đã nhúng tay vào để mà đàn áp để mà tra tấn người dân mà các anh nhớ các anh cũng từ người dân mà ra vậy thì tại sao ngày hôm nay vì cái lý tưởng cộng sản đó chúng ta lại tra tấn đến đập đồng bào của mình thì như nói lại một lần nữa anh phan tất thành là một người yêu nước thật sự bây giờ các anh công an các anh nhìn đi lương của các anh một tháng bao nhiêu một người lao động trung bình ở bên singapore ngày hôm nay một tháng 7.000 đô và có họ có một cái đời sống về luật pháp công bằng Người dân bình thường hay là chính trị gia Họ có một cái nền luật pháp công bằng Họ được cái quyền hưởng cuộc sống bình đẳng như nhau Và cái giá trị Ngày hôm nay passport của Singapore Là passport đứng hàng đầu trên thế giới Và người Singapore, tất cả mọi người mang cái passport Singapore Đi du lịch tới 192 quốc gia đó Thấy cái sự đồng lòng của người Singapore chưa Ở bên Singapore cũng có cảnh sát vậy Các anh thử qua Singapore Nhìn cái người cảnh sát Singapore Rồi các anh nhìn lại các anh coi người, người cảnh sát Singapore họ cư xử Họ làm gì với người dân ở bên Singapore Các anh về rồi các anh nhìn lại Cái cách mà các anh đang làm với người dân Việt Nam Các anh đừng nói quốc gia của người ta khác Quốc gia của mình mình khác Ủa người ta cũng có nhu cầu sống và tôn trọng Và được hưởng một cái nền luật pháp công bằng Vậy thì tại sao các anh ngày hôm nay Các anh lại làm ngược lại đó cho nên rất là đau Và Thùy Dương cũng có một cái đời sống của riêng mình Cũng cần có hạnh phúc riêng tư của mình Cũng cần có gia đình Chăm sóc con, đi chơi, học tập Tại sao mà tuổi thù Dương ngày hôm nay Phải dùng thời gian để nói những cái điều này Ngày này qua tháng nọ mất thời gian không Bây giờ thay vì Thùy Dương lên tiếng Cho những cái vấn đề xã hội Việt Nam thù Dương dùng thời gian đó Thùy Dương đi học cao hơn nữa Chứ tại sao phải bận tâm những cái chuyện này Nếu xã hội Việt Nam nó tốt đẹp Thì có phải cần tới tụi tôi làm cái gì tụi tôi không mất cần phải làm bây giờ tụi tôi chỉ học và về việt nam phát triển và đóng góp không được tụi tôi không được cái cơ hội để đóng góp gì cả chỉ là mang tiền về việt nam thôi bao nhiêu tiền là đủ Và phải thông qua trí tuệ thông qua cái sự hiểu biết thì mình sẽ tạo ra mình sẽ làm kinh tế được còn ngày hôm nay đem tiền về đem tiền về mà không làm kinh tế được không giúp người dân phát triển và khi người dân muốn góp phần trong cái vấn đề thay đổi để mà đẩy cái nền kinh tế việt nam đi lên giúp đất nước phát triển bây giờ ngày hôm nay cầm cái passport Việt Nam đi có 50 mấy quốc gia mà những quốc gia đó là những quốc gia mà kinh tế khó khăn chả có giàu gì hết và những cái quốc gia đó thì mình đâu cần tới đó làm gì mình cần tới những cái quốc gia giàu có hơn ví dụ như Mỹ Úc Châu Âu Canada rồi chứ những quốc gia mà có kinh tế khó khăn mình tới đó làm gì đã mình khó khăn rồi mình đi đến những quốc gia kia làm gì nhưng mà 50 mấy quốc gia đó là những cái quốc gia có nền kinh tế chẳng phát triển mấy chỉ lọt trong đó một vài quốc gia ví dụ như Singapore này cái nọ nhưng mà khi mà mình cầm cái passport mà để mình qua Singapore nó đâu có cho mình vô liền đâu nó kiểm tra rất là khó vậy thì các anh công an ở tại Việt Nam các anh nhìn người dân của mình khi đi ra nước ngoài gặp khó khăn trở ngại các anh có cảm thấy đau không các anh có cảm thấy là người Việt Nam của chúng ta bị xúc phạm không người người Việt Nam của chúng ta bước đến thế giới bị xem thường các anh có cảm thấy buồn khi mà mình nói mình là người Việt Nam hay không Thùy Dương buồn lắm Thùy Dương cảm thấy mình bị xúc phạm bị tổn thương tại sao người Singapore họ đi đâu Thế giới người ta cũng mở cửa cho mình vô hết. Còn mình ngày hôm nay mình cầm cái passport Việt Nam, mình làm cái gì sai, mình phạm cái lỗi gì mà ra đường người ta xem thường mình dữ vậy? Tại sao cái giá trị con người Việt Nam ngày hôm nay nó thấp vậy? Tôi nói là cái đồng tiền Việt Nam đứng trong cái danh sách 10 đồng tiền thấp nhất thế giới mà Việt Nam đứng thứ hai bây giờ. Có một số người nói rằng là Việt Nam bây giờ cái đồng tiền Việt Nam đồng nó đứng đầu bảng luôn trong danh sách đồng tiền thấp nhất thế giới rồi. Bây giờ là Việt Nam đứng số 1 luôn. Làm sao vậy? Chúng ta phải làm sao chứ? Ngày hôm nay các anh uh, bắt bớ các anh tra tấn các anh đàn áp anh Phan Tất Thành cũng như những cái tù nhân chính trị khác. Mình thấy mình có, mình cảm thấy mình bằng tay của mình có có đầy tội lỗi không? Rồi cái lương tâm của mình. Mình suy nghĩ cái gì? Thì Dương mong rằng các anh suy nghĩ lại và Thùy Dương hy vọng rằng là cái video này quý anh chị nhấn like và chia sẻ để cho nhiều người biết tới À, chuyện là anh Phan Tích Thành đang bị bắt giam và bị tra tấn và anh đang phải đương đầu anh đang đối mặt với cái sự đe dọa đến tính mạng trong nhà tù nha quý vị rồi thì Dương xin dừng cái video này lại ở đây thì Dương chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an xin chào và hẹn gặp lại quý vị bye bye quý vị